tới Tết. Được rồi, bây giờ cô đổi miếng giả bánh này có nhường cho cô không? Bây giờ thì bà cô thắng rồi đó nghe con. Cô bán cho bà đi đi với Hân Hai cùng đi. Dạ đi Hai. Lần sau nhớ ủng hộ bà cô nghe. Quá nhiều kẹo ngon quá, mình ăn cái nào trước bây giờ ta? Mình cũng muốn ăn kẹo nữa mà mình không có tiền mua kẹo ăn. Cái này là con bé này nó tập không là tới bà cô nghe. Nào bị mày đặt cho mình tới con á. Hả? Ê bé, bây giờ mà con nhường cho tao tập đi, tao cho con một bịch bánh. Chị đưa em đập đem đó để cục kẹo. Ít quá à, chưa chịu đâu. Hả? À? Con bé này tao cũng tham hết. Được rồi, hai bịch luôn. Đi đường em đi, em muốn tao để hai cục kẹo. Bây giờ ai nhiều hơn thì con sẽ nhường cho người đó. Bé thì nó tham lam quá rồi, còn con bé này thì nó quyết định chơi cho tới Tết. Được rồi, bây giờ cô đổi miếng giả bánh này có nhường cho cô không? Bây giờ thì bà cô thắng rồi đó nghe con. Cô bán cho bà đi đi với Hân Hai cùng đi. Dạ đi Hai. Thì ra hai đứa đó là hai chị em hả? Mình bị mất hết giả bánh rồi. Ê nhiều kẹo quá, mua kẹo ăn thôi. Rồi bà cô cảm ơn con nghe, lần sau nhớ ủng hộ bà cô nghe. Yeah! Quá nhiều kẹo ngon quá, mình ăn cái nào trước bây giờ ta? Mình cũng muốn ăn kẹo nữa mà mình không có tiền mua kẹo ăn. Kẹo gớt rồi, thôi buồn quá, mình đi vô nhà ăn tiếp thôi. Cái kẹo này bị rơi dưới đất rồi, không ăn được đâu con ơi. Bà cô tặng cho con cái kẹo nè, nhớ mai mốt đồ ăn rơi dưới đất rồi mình không nên ăn nghe con.